Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của Đồng Hương đến với lại chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Quý thưa quý vị, đây là cái mùa Giáng sinh, một cái mùa mà cho quà cũng như đến thăm viếng cũng như thăm hỏi những người thân bạn bè. Trong đó thì chúng ta cũng biết có nhiều ông bà cụ đang nằm nghỉ ở nơi mà gọi là những cái trung tâm dưỡng lão để giúp cho các ông bà trong những ngày còn lại cuối đời. Thì ở đây một cái trung tâm cũng có khá đông là người Việt Nam của chúng ta làm việc, cũng như là những cụ nghỉ hưu nằm nghỉ ở đây. Thì chúng tôi mời tất cả quý vị trong cái nhóm trẻ lần lượt để mà đi đến để thăm hỏi, cũng như gửi một chút xíu quà đến cho các bác, các cô, các chú ở đây. Chúng tôi mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình này. Thưa quý vị, cô Trang với lại các em mà gọi là Santa Helper, ok, thường thường thì chúng ta có lứa là L. Và đây là những cái cô mà có thể giúp cho Santa, mà Santa là Mrs. Santa chứ không phải là Mr. Santa nữa. Thì năm nay năm thứ mấy nhóm này đến đây để mà giúp cho các bác ở đây? Dạ thưa anh Mai Cụ Hòa, cũng như đài Apple TV, đây là năm thứ hai tại cái viện dưỡng lão này. Nhưng mà đã nhiều năm qua ở những cái viện dưỡng lão khác là đã hơn gần 10 năm rồi. Thì từ lúc Trang thành lập cái nhóm Tuổi Ngọc là bắt đầu mình đi viện dưỡng lão thăm tặng quà viện dưỡng văn nghệ cho các bác ở đây thưởng thức. Rồi nhưng mà mỗi năm em thay đổi những cái viện dưỡng lão khác nhau. Tại vì để cho mỗi nơi được nhìn thấy các bác, các cháu hồn nhiên múa hát. Và cho nên năm nay năm thứ hai ở đây, năm sau mình sẽ chuyển chỗ khác. Ngoài ra cái hát ra, các con muốn wish cái gì cho cái Christmas năm 2019? You can all say it in English as well. Just wish somebody with something. What do you want to wish? Not yet, I'll come back to you. What do you want to wish? Beside your smile, what do you want to wish? Chưa biết luôn, what do you want to wish? No? Then there's no Christmas gift for you then, right? What do you want to wish? Like presents or like? Yeah, no. Wish world peace? be healthy. Be healthy, there we go. To stop world hunger. Okay, what do you want to wish? You don't know yet? To grow faster? How about you? I want to help the homeless people. Homeless people? Okay. Hope make the world a better place. Okay. I want to have a great education. Okay. Nếu mà hâm dọa các cháu là nói mà không có quà Noel thấy không? Là các cháu bắt đầu nói. Nhưng mà thật sự ra trong lòng của các cháu đều muốn cho được sức khỏe và thế giới được an bình. Đúng không? Peace, world peace, right? And a lot of good gifts. Have fun. Thank you so much. Cảm ơn các cháu. Mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hàng năm thì chúng cháu vào mùa lễ Giáng sinh thì chúng cháu đến các vị dưỡng lão để tặng quà, thăm hỏi cũng như là biểu diễn để giúp vui cho các bác. Thì năm nay là đặc biệt là năm đầu tiên chúng con đã thỉnh được thầy Đại Đức Thích Bảo Tệ là trụ trì của chùa Cổ Nhãn ở Pelin tham dự đến chúng ta ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho thầy. Và sự hiện diện của cô giáo cũng như các em ở chùa Từ Bi, sự hiện diện của anh Bách ở đài Việt Face và anh Liêm ở đài Apple TV cũng như là MC đường danh ở Houston, Michael Hòa. Xin một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta. Không quên nữa, xin lỗi,
là có mommy là má Bạch Cúc của thời bắn. Một tràng pháo tay cho cô Bạch Cúc. Dạ, xin mời tất cả toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng đến trước bàn thờ Phật và mình lễ cầu nguyện cho Chúng Thái Thân An cũng như là cầu nguyện cho quý vị cụ già ở đây, cũng như quý vị cao niên được an lành, bình yên, sức khỏe. Nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiện Thành Tăng Quang Lâm, gia hộ chư vị cao niên, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm an lạc, Bồ Tát quý chánh tu đạo Bồ Đề, thành bậc chánh giác. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. À, xin mời quý vị lật trang 24. Ma ga ba ya ba la ma da tam chân quan tự đại bồ tát bồ tát đại tu bồ tát 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 bồ chúng con xin thành tâm tri ân những lời đạo từ của thầy Đại Đức Thích Tổ Trệ. Xin một tràng pháo tay thật lớn nữa cho thầy quý vị. Thank you, Venerable Thích Tổ Trệ, for your words of wisdom. Dạ, kính thưa quý vị, trên bàn của chúng ta hiện nay có bánh, trái cây cũng như nước. Tất cả là do các em, các cháu trong nhóm Chủ Ngọc làm. Thì mời mấy bác dùng. Trong khi các bác dùng thì chúng cháu sẽ gửi đến các bác chương trình văn nghệ, các cháu sẽ múa hát.
Kính thưa quý vị, trong những các cháu nhỏ hát, rồi còn có các cháu lớn hơn tí xíu nữa, chúng tôi đang đứng cạnh với lại cháu Bảo Trân. Cháu Bảo Trân cũng là một trong những người thiện nguyện ngày hôm nay. Đây là lần thứ mấy cháu đến để mà giúp cho chương trình này? Đây là khoảng là lần thứ ba hoặc thứ tư gì đó. Thứ ba, thứ tư. Dạ. Thường thường là cháu đến là giúp đưa quà hay là đưa thức ăn hay là như thế nào? Dạ, mỗi năm thì nhờ nhóm tuổi ngọt, tụi con sẽ tự tay gói quà, rồi tự tay chuẩn bị đồ ăn, rồi những tiết mục biểu diễn, bài hát, bài múa để tới thăm các vị ở nhà dưỡng lão hàng năm vào dịp Giáng sinh này. Tại vì đôi lúc đi đó, chú cũng có nghe con hát mấy lần rồi, nhưng mà mỗi một ngày tụi con càng ngày càng lớn thì nó không có nhận ra. Nhưng mà cái hy vọng của con hàng năm khi mà đến đây, rồi kêu gọi những người chưa đến, và năm nay cái kỳ vọng của con như thế nào? Thì hy vọng là tụi con muốn là một dịp Giáng sinh là dịp mà để gia đình sum họp, rồi mọi người chia sẻ niềm vui trong dịp Giáng sinh với nhau. Nên là tụi con muốn là nhiều người có thể tới thăm viện dưỡng lão này, rồi chia sẻ niềm vui, hạnh phúc trong dịp Giáng sinh với những vị người già ở đây. Họ không có gia đình thăm lui thường xuyên, thì tụi con hy vọng sẽ chia sẻ bớt nỗi buồn hay là nỗi lo âu của họ, rồi cho họ niềm vui vào dịp Giáng sinh ạ. Như vậy thì song song với chuyện này thì con mong gì những người bạn trong cái trang lứa tuổi của con mong họ như thế nào khi mà họ xem được chương trình như thế này? Hy vọng là mỗi người một tay chung vui góp sức để làm cho có nhiều người tới thiện nguyện volunteer hơn trong những dịp này để giúp các cụ già ở đây. Hy vọng nhiều người, nhiều mạnh thường quân có thể quyên góp cho hội những người già ở dưỡng lão ở nursing home này. Cảm ơn Bảo Trân và đại diện cho đài truyền hình cũng như quý khán giả đồng hương, chúc cho con thứ nhất. Thứ nhất là vui, thứ hai là khỏe, thứ ba là học ráng ngày càng giỏi ha. Và cảm ơn tất cả quý vị và quý hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay ở tại viện dưỡng lão ở Westwood trên đường Bissonnette và góc đường Sinat. Mà chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng quý trọng tất cả quý vị có những cái lời khen, cũng như trong cái dịp này chúc cho tất cả quý vị và quý hương được nhiều hồng ân của Thượng Đế, cũng như là luôn luôn lúc nào cũng có hạnh phúc trong gia đình.